Theo khảo sát của các nhà kinh tế, Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ Fed có khả năng sẽ giảm lãi suất chỉ 0,25% tại cuộc họp tháng 9 sắp tới. Các giao dịch đồng thuận pi giá trị cao đang diễn ra ngày càng nhiều, đặc biệt là trong lĩnh vực lưu trú và du lịch, khi các pioneer trao đổi pi để tận hưởng những trải nghiệm du lịch ở những nơi hạng sang. Southeast, người dùng tại Venezuela đang đối mặt với việc hạn chế quyền truy cập vào sàn Binance do chính phủ mở rộng lệnh đàn áp Internet. Sau đây mời các bạn cùng đến với những thông tin chi tiết sẽ có trong bản tin chuyển động 24 giờ tối nay. Theo khảo sát của các nhà kinh tế, Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ Fed dự kiến sẽ giảm lãi suất chỉ 0,25% tại cuộc họp tháng 9 sắp tới. Cụ thể, gần 80% các nhà kinh tế tin rằng Fed sẽ thực hiện mức giảm này, đưa lãi suất xuống 5-5,25%. Chỉ một số ít dự đoán lãi suất lớn hơn, với khả năng điều chỉnh đột xuất rất thấp, chỉ khoảng 10%. Fed hiện không mấy mặn mà với các động thái mạnh mẽ sau báo cáo việc làm tháng 7 gây thất vọng, với tuyển dụng chậm lại và tỷ lệ thất nghiệp cao nhất trong gần 3 năm. Mặc dù vậy, Fed dưới sự lãnh đạo của Jerome Powell vẫn tập trung vào việc duy trì việc làm cao và giảm lạm phát về mức mục tiêu 2%. Các nhà đầu tư hợp đồng tương lai kỳ vọng Fed sẽ giảm lãi suất tổng cộng 100 điểm cơ bản vào cuối năm, bắt đầu với 50 điểm cơ bản vào tháng 9. Tuy nhiên, các nhà kinh tế tin rằng Fed sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất một cách thận trọng, có thể vào tháng 9, tháng 11, tháng 12 và đầu năm 2025. Dự kiến lạm phát tháng 7 sẽ tăng 0,2% từ tháng 6, vẫn giữ tỷ lệ lạm phát hàng năm ở mức thấp nhất kể từ đầu năm 2021. Dù lạm phát giảm, thị trường lao động vẫn gặp khó khăn, làm dấy lên nhiều lo ngại về suy thoái kinh tế. Hầu hết các nhà kinh tế khoảng 69% tin rằng Mỹ sẽ tránh được suy thoái, với khả năng hạ cánh mềm, trong khi 22% cho rằng suy thoái là không thể tránh khỏi. MakerDAO, một công ty lớn trong lĩnh vực tài chính tập trung DeFi, đang xem xét tác động của việc thay đổi quyền giám sát Rapid Bitcoin, hay còn gọi là PKBTC, đối với khung quản lý rủi ro của mình. BitGo, nhà giám sát hiện tại của PKBTC, đã công bố sẽ chuyển quyền kiểm soát sang một liên doanh mới với BitGlobal. Điều này đã khiến MakerDAO áp dụng một cách tiếp cận thận trọng. Sự thay đổi này liên quan đến hợp tác với Justin Sun và hệ sinh thái Tron, dấy lên lo ngại trong cộng đồng vì Sun có liên quan đến các dự án crypto khác gặp vấn đề về hoạt động thiếu minh bạch. MakerDAO đang cân nhắc các biện pháp giảm thiểu rủi ro, bao gồm thiết lập mức trần nợ bằng không cho các tích hợp tài sản thế chấp liên quan đến PKBTC và ngừng giao sản phẩm trên Sparkland. Trước những lo ngại này, Justin Sun đã lên tiếng phản hồi cộng đồng, khẳng định rằng không có mấy thay đổi trong hoạt động của PKBTC và các quy trình phát triển vẫn được quản lý theo tiêu chuẩn cũ. Ông nhấn mạnh cam kết đảm bảo sự phát triển liên tục của PKBTC trong hệ sinh thái DeFi. Vào ngày 9 tháng 8, Cardano đã phát hành bản nâng cấp phiên bản 0.18.0 cho giải pháp mở rộng Hyperahis, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc nâng cao khả năng giao dịch của mạng. Bản cập nhật này tập trung vào cải thiện hiệu quả giao dịch và khắc phục tình trạng chậm trễ trong việc rút tiền. Một tính năng quan trọng cho phép người dùng rút tiền từ một đầu mở mà không cần phải đóng nó. Bản nâng cấp cũng bao gồm các cải tiến về tài liệu và sửa lỗi liên quan đến tính toán và phí nội bộ. Hypera là giải pháp mở rộng layer 2 của Cardano, được thiết kế để cải thiện khả năng mở rộng của blockchain này. Bản nâng cấp Hypera phù hợp với hard fork chain sắp tới, nhằm mục tiêu biến Cardano thành một blockchain hoàn toàn phi tập trung với quản trị tiên tiến và phương pháp tiếp cận cộng đồng. Để hoàn tất bản nâng cấp, 70% các stake pool Operator SPO cần áp dụng node phiên bản 9.1. Tính đến ngày 8 tháng 8, 69% SPO đã chuyển sang node, trong khi khoảng 65% đã sẵn sàng nâng cấp. Bitfinance là sàn giao dịch tiền điện tử lớn đầu tiên hỗ trợ bản cập nhật. Các nhà phân tích cho rằng sự kết hợp giữa bản nâng cấp Hypera và hard fork chain sẽ nâng cao vị thế của Cardano, đưa nó trở thành một mạng phi tập trung với bảo mật cao và tốc độ giao dịch vượt trội. Tính đến chiều nay, token gốc ADA đang giao dịch tại $0.3544, tăng gần 3% trong ngày, theo dữ liệu từ CoinGecko. Các giao dịch đồng thuận pi giá trị cao đang diễn ra ngày càng nhiều, đặc biệt là trong lĩnh vực lưu trú và du lịch, khi các pioneer trao đổi pi để tận hưởng những trải nghiệm du lịch ở những nơi hạng sang. Theo các báo cáo từ Dow World, một khu nghỉ dưỡng tại quận Gapbiyeong, Hàn Quốc,
đã chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin cho chi phí nghỉ dưỡng tại đây. Mặc dù chỉ chấp nhận 50% bằng Pi và 50% tiền mặt, nhưng khu nghỉ dưỡng này định giá khá cao, một Pi khoảng 73 đô la, cho phép các pioneer trải nghiệm kỳ nghỉ với đầy đủ dịch vụ cao cấp tại resort. Trong khi đó, cũng tại Hàn Quốc, công ty dịch vụ lữ hành nổi tiếng Luna Travel Agency gần đây cũng bắt đầu chấp nhận Pi cho các dịch vụ của mình. Công ty đã tổ chức thành công chuyến đi 6 ngày từ Hàn Quốc đến Kyrgyzstan, được thanh toán bằng Pi và tiền mặt, tổng chi phí bao gồm cả vé máy bay. Không chỉ ở Hàn Quốc, tại Việt Nam, một công ty du lịch cũng đã hỗ trợ thanh toán bằng Pi cho các dịch vụ lưu trú như khách sạn, homestay hay thậm chí là khu villa riêng cho các tour du lịch trong nước. Sự phát triển này cho thấy sự phổ biến của Bitcoin, đồng thời nhấn mạnh tiềm năng của Pi trong việc thúc đẩy du lịch và dịch vụ lưu trú, mang đến cho những công ty kinh doanh trong lĩnh vực này cơ hội tiếp cận tiệp người dùng khổng lồ từ Pi Network. Người dùng tại Venezuela đang đối mặt với việc hạn chế quyền truy cập vào sàn Binance do chính phủ mở rộng lệnh đàn áp Internet. Binance xác nhận rằng khó khăn trong việc cung cấp quyền truy cập vào nền tảng web của mình cho người dùng Venezuela, cho biết rằng các trang của Binance cũng như mạng xã hội khác ở quốc gia này đang bị hạn chế. Mặc dù vậy, Binance khẳng định rằng tiền của người dùng vẫn an toàn và công ty đang nỗ lực giải quyết vấn đề. Hiện tại, hạn chế chỉ ảnh hưởng đến nền tảng web, trong khi ứng dụng di động vẫn hoạt động. Để duy trì quyền truy cập, người dùng đang phải sử dụng VPN. Và Ernesto Contreras, cựu trưởng phòng phát triển kinh doanh tại Dash Group, khuyên họ nên sử dụng VPN với các địa điểm ngoài Hoa Kỳ và tự lưu trữ tiền của mình để bảo vệ tài sản. Hạn chế này đến vào thời điểm Venezuela đang phụ thuộc ngày càng nhiều vào tiền kỹ thuật số để vượt qua khủng hoảng kinh tế, khi việc sử dụng tiền điện tử gia tăng do tình trạng siêu lạm phát và bất ổn kinh tế. Sự việc này diễn ra sau lệnh cấm nền tảng mạng xã hội X ở Venezuela do căng thẳng giữa Tổng thống Nicolas Maduro và Elon Musk. Thị trường tiền điện tử chiều nay chứng kiến sự phục hồi, vốn hóa toàn cầu vào lúc 18 giờ là 2,241 nghìn tỷ đô la, tăng 0,7% trong 24 giờ qua. Bitcoin trao đổi tại 60.567 đô la, giảm 0,3% trong ngày. Ethereum đổi chủ tại 2.656 đô la, tăng 1% giá trị. Binance Coin giao dịch tại 525 đô la. CryptoLeftVN xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe bản tin của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau.